Otassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chân quả chánh biên chi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chân quả chánh biên chi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chân quả chánh biên chi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Namo arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thể chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Phật hằng sa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin vi y Phật. Thẩm mang sa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin vi y Pháp. Sẵn khăn sa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin vi y Tăng. Đô ti giam pi Phật hằng sa ra năng gạt cha mi, con đem hết lòng thành kính xin vi y Phật lần thứ nhì. Đô ti giam pi thẩm mang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin vi y Pháp lần thứ nhì. Đô ti giam pi sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin vi y Tăng lần thứ nhì. Tà ti giam pi Phật hằng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin vi y Phật lần thứ ba. Tà ti giam pi thẩm mang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin vi y Pháp lần thứ ba. Tà ti giam pi sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin vi y Tăng lần thứ ba. Bhutang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tamang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyampi Bhutang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duttiyampi Tamang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Duttiyampi saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi Bhutang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca ha năng pa ra pon năng, phép vi tam bảo tròn đủ chứ có bấy nhiêu. A ma phan tê, dạ xin vâng. Panatipata viramani sikhabadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Adinadana viramani sikhabadang samadhiyami,
con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Kame sumetha chara viramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà hạnh. Musavada viramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Surame rajamacha pamadathana viramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Panatipata viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự sát sanh. Adinadana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự tà dâm. Musavada viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự nói dối. Surame rayama chappamadathana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imane pancha sikha badane satukang katwa apamade nanachakalang sammarakitapang. Chư thiện tinh sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo các văn giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Amaphante và xin vâng. Sĩ lê na su gạch tình danh tế các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na phô ca sâm pa đa các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na ni pô tình danh tế các chúng sanh được giải thoát đạo quả niết bàn cũng nhờ giữ giới. Ta sma si lăng vi sô ta dê bởi các cây nên chư quý vị đã thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Sa thu lành thay. Nhà con xin hô chú Tam Bảo. U ta mang ghê na hoàn đề hàng pa đa phang sung hà ru ta mang. Bù thê yô khá lý tô đô sô bù thô khá ma tu tàng hoa mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uttamange na wande hang thamman cha du vi thang va rang. Tamme yo khalito do so thammo khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha đức quy tho tamang sang ghe yo khalito do so sang kho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Vatu sa pamang kalang ra kan tu sa ba de vata sa pa po tha nu pa ve na sa da so thi pa van tu te pa vatu sa pamang kalang ra kan tu sa ba de vata
Sa pa tam ma no pa ve na sa da sa te pa van tu te pa va tu sa pa mang ka lang ra kan tu sa ba de va ta sa pa sang kam no pa ve na sa da sa te pa van tu te te ya ta la ta sa ke ta ra la ha po ta sa sa ne a ro ra sa ke ta ho he sa ha sa pe Hệ nhà tê phê tất cả phước bao hằng có đến người á cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật ca, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng. Các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo. Cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay, con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la ka mang ka ta bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti ta se su ga tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ka tang pu na pa lang mai hang sa pe fa gi fa wan tu te ye tang ka tang su ti tang Đền nàng bù nha ba làng ma ya ye cha ta tha na cha nàn ti đề hoa gần tòa ni về đa dung. Sa pe lo cam hi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ca. Ma nun nhàng phô cha nàng sa pe la phan tu ma ma chê. Ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào và hành động đã được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chi phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng xin hãy tùy ý. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết xin chư thiên sau khi đi, hãy báo chuyên cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân Phật thực, xin hãy tỏa thích nhận phần phước do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàng nô nhà ti nàng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đàng quá tâm mê bù nhàng à sa quá kha yô quá hàng hồ tu. Thời gian con xin đọc bài Rải tâm bác ái. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Sabbe pacimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Sabbe uttaraya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe uttaraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccaya hontu. Anika hontu dikha yuka hontu aroga hontu sampati hisamichantu sukhi atta nang pariharantu.
dukkha patta chani dukkha paya patta chani paya soka patta chani soka hontu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành tạo được cho sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì tam quy ngũ giới, xin hồi hướng phần phước lành này đến với chư thiên ngũ quan ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Bây giờ là 4:30 sáng giờ Việt Nam, con kính nhường mic tại cho sư để bắt đầu sinh hoạt của đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Trước tiên kính lễ lễ Đức Phật Trang, kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào sư Kim Nhung, Huynh Chân Ngộ, sư Nhật Quỳnh, sư Hồng Nhật, sư Quang Mộng, sư Trần Thư, sư Mitta, sư Tỳ Lâm, sư Thanh Hoàng, sư Thiện Vũ, sư Hà, Huynh Giang Nhật Hà và Sít Quân Phan. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong tu Phật ngôn 323. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo rất tận ân thầy giáo Sơ Quân Đàm biết. Bụt thù ma hê si a răng thấp hà gá tô lô phú tá mô sắp bá gá rù hí chê thá cô lô cá sơ sát thà chá na đầm má cô quý đô quân đà má hành tân ná ra phù chá này giá cần như lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói trăng tôi thượng giáo chủ trí năng vô lượng từ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ vi ya ta sa sa thu nô lô ca nó man tha sa vi na ca rô bồ sa pa nhu bu tha pa ti phù ti san nhá tô quan đà ma hành tăng na ra phù. Cha này giác cần pháp bảo quy như ánh vàng như lai soi sáng vẹt màn vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sam khô với số thô số vết tá sa sa quá khô xích hà số ca mô quá rá thông mát xích khá cô niên đà bát sân sa đi á na đá rô quá rô quan đà mát hành tăng ná ra phù. Cha này giá cần tam bảo tinh văn Phật đà tam học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lệ thể pháp, phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tận át tế giá tê chê, nát sách khà mê ê, tú quá, thá năng thá xà, vi à, nú phà quê, nát sách hạ xà dê, nát sách chạch tú. Cậu xin tâm bảo uy linh, cho con tấn hoa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh, hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Trước tiên là phân tích trường âm và đoạn âm. Bây giờ chúng tôi xin đọc trước, quý vị chú ý ha. Nam na hi e te hi ya ne hi na hi e te hi ya ne hi. Câu số 2. Ga chay ya ga tang di sang ga chay ya ga tang di sang
Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Nahi e te hi ya ne hi ga chay ya agatam di sam. Nahi e te hi ya ne hi ga chay ya agatam di sam. Bây giờ câu số 3. Ya tha ta na su dan te na. Ya tha ta na su dan te na. Câu số 4. Dan to dan te na ga ya ti. Dan to dan te na ga ya ti. Bây giờ ôn lại câu số 3, câu số 4. Ya tha ta na su dan te na dan to dan te na ga cha ti. Ya tha ta na su dan te na dan to dan te na ga cha ti. Rồi bây giờ chúng ta đọc nguyên lại cái bài 3, 2, 3. Nahi e te hi ya ne hi ga chay ya ga tang di sang. Ya tha ta na su dan te na dan to dan te na ga cha ti. Nahi e te hi ya ne hi ga chay ya ga tang di sang. Ya tha ta na su dan te na dan to dan te na ga cha ti. Alo, quý vị nghe rõ không? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quý vị nghe rõ ha? Rồi, cái giọng đọc là như vậy. Thì sách vở quý vị nếu có sai thế nào đó thì chỉnh lại, hoặc là quý vị chép lại thì cũng nên có những cái dấu cho nó rõ ràng. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích ha, đi vào trường âm và đoán âm. Trước tiên xin mời Sĩ Hạnh Dung. Và sau Sĩ Hạnh Dung tức là Sĩ Thanh Hoàng. Alo, mời bàn tay Sĩ Hạnh Dung và Sĩ Thanh Hoàng chuẩn bị tinh thần ha. Dạ, Nam Mô Bất Thái Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ca Giá. Dạ, con trước hết kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính lễ Đại Đức, kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và kính chào quý cô chú anh chị trong đạo tràng. Con xin phép được đọc và phân tích câu Phật ngôn số 323. Nahi e te hi ya ne hi gat chay ya agat tang di sang. Ya nahi e te hi ya ne hi. Ya na là đoạn âm, hi là đoạn âm, e te là hai trường âm thông thường. Hi là đoạn âm, ya là trường âm thông thường, nê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm. Gách chay ya agat tăng di sang. Gách chay ya agat tăng di sang. Và gách. Gách là trường âm nhấn. Chay là trường âm nhấn. Giá là đoạn âm. Á gá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đí là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yat tha ta tha yat yat tha ta na su dan te na.
Yathatana sudante na yathya là đoạn âm, thát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Danto dante na gacchati. Và đan là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, gách là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Giờ con xin phép đọc lại. Nahi e te ni ya ne hi gách chay ya agatang di sang. Ya tat Tana su dante na danto dante na gacchati. Dạ con đã phân tích xong dạ. Nếu có sai xin ngài sửa cho con dạ. Con kính cảm ơn đạo tràng, con xin phép xuống mất. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, ngài Pháp Trang cùng cô tu nữ, con kính đảnh lễ đạo tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú 323. Nahi he nahi e te hi ya he ne hi ga che ya agat agatang di sang ya ya thata na su dan te na dan to dan te na gacchati. Con xin phân tích ạ. Na hi là hai đoạn âm ạ. E te là hai trượng ngân thông thường ạ. Hi hi là đoạn âm. Ya ne là hai trường âm, hi là đoạn âm. Gacchai ya agatang di sang. Gach là trường âm. Gách chay là hai trường âm nhấn, giá là giá á gá là ba đoạn âm, tăng là trường âm giọng nguyên âm, đí là trường âm, đí là đoạn âm, sang là trường âm giọng nguyên âm. Gia tha ta na, gia tha ta na, su đàn đề tề na, thá giá là đoạn âm, tha là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm ạ. Đan tô đan tê na gách cha tí. Đan là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, gách là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại ạ. Nahi e te hi ya ne hi gach che ya a ga tang di sang ya tha ta na su dan te na dan to dan te na gach cha ti. Nahi e te hi ya ne hi gach che ya a ga tang di sang ya tha ta na su đàn tê na đàn tô đàn tê na gách cha tí. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic, con xin ngài giảng chỉ sai cho con ạ. Xà thủ xà thủ xích thần dung xích thần hoàng xích thần hoàng đọc rất là đúng nhưng mà Sư Tân Hoàng quan hỷ ha. Bây giờ phân tích lại cái câu này. Yathatana sudantena. Yathatana sudantena. Sư Tân Hoàng phân tích lại câu này. Dòng đọc thì chuẩn, nhưng mà phân tích thì hơi lủng củng tí ha. Sư Tân Hoàng quan hỷ. Dạ, kính thưa sư, con xin phân tích lại ạ.
Giá tha ta là su đàn tê na. Giá là đoạn âm ạ. Thát là trường âm nhấn ạ. Tá là đoạn âm ạ. Na là trường âm ạ. Trường âm thông thường ạ. Sú là đoạn âm. Đăn là trường âm nhấn. Tê là trường âm thông thường. Ná là đoạn âm ạ. Dạ con xin hết. À con bị viết sai rồi. À không, đúng rồi. Đúng rồi ạ. Con phân tích lại, giá là đoạn âm, tha là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm, sú là đoạn âm, đăn là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Giá là đoạn âm, tha là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, đăn là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm ạ. Gia thà ta na su đàn tê na. Dạ con xin hết, sư chỉ cho con ạ. Alo, sư Thanh Hoàng ơi. Đọc thì khi mà đọc thì tương đối ổn định, nhưng mà phân tích lần đầu tiên phân tích sau sự thành dung thì nói rằng chữ ha và lần này thì đọc là chữ tha. Chú ý ha, lúc đầu đọc là ha, sau đọc là tha, nhưng mà thật sự ra đây là chữ tháp. Gia tháp ta na, chữ tháp này là trường âm nhấn ha. Chứ không phải là thấy dấu quyền ở trên rồi đọc là tha là trường âm thông thường, hoặc là tha là trường âm thông thường, không được nha. Dầu nó là trường âm thông thường, nhưng mà sau nó, tức là cái trường âm A này á, nó là một trường âm thông thường, nó là một nguyên âm, nhưng mà phía sau nó có hai phụ âm, thì chúng ta xếp nó vô cái loại trường âm nhấn yathatana, chứ không đọc là yatha ha. Bởi vì ở đây nó hai từ yatha cộng với attana và nó biến thành yathatana ha. Rồi như vậy hiểu rồi thì quá tốt. Tiếp tục là Sĩ Thiện Vũ. Và xong Sĩ Thiện Vũ tức là Sĩ Khà. Alo, Sĩ Thiện Vũ chuẩn bị tinh thần. Và Sĩ Khà cũng chuẩn bị tiếp tục ha. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc của câu Pháp Cú 323. Đầu tiên con đọc và phân tích câu 1, câu 2. Nahi ete hi yane hi gắp chay ya agat tăng đi sang. Nahi là hai đoạn âm, ete là hai trường âm thông thường, hi là đoạn âm, yane là hai trường âm thông thường, hi là đoạn âm, gắp chay là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm, á gá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đí là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Na hi e te hi ya ne hi gap chay ya a ga tang di sang. Tiếp theo con xin đọc và phân tích cách đọc của câu 3 và câu 4. Ya tha ta na su dan te na dan to dan te na gap cha ti. Ya là đoạn âm, tha là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, gác là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại nguyên câu Pháp Cú 323. Na hi e te hi ya ne hi
gác chây gia a gác tăng đi sang gia tháp ta na su đàn tê na đàn tô đàn tê na gác cha ti. Dạ con có sai, con xin sư sửa cho con ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào đạo tràng và con xin trả bài. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya a gat tăng đi sang. Na hi e te hi ya ne hi na hí là hai đẳng âm, e t là hai trường âm thông thường, hí là đẳng âm, gia là trường âm thông thường, nê là trường âm thông thường, hí là đẳng âm. Na hí e t hí gia nê hí gát chê giá á gát tăng đi sân. Gát là trường âm nhấn, chê là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, giá á gá là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, đí là đoạn âm, sân và trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Na hi e tê hi ya nê hi gác chê giá á gác tăng đí sân. Giá thác tá na su đành tê ná đành tô đành tê na gác cha tí. Giá là đoạn âm, thát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đành là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Giá thát tá na su đành tê ná đành tô đành tê ná gác cha tí. Đành là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, đành là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, gác là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại bốn câu. Na hi e tê hi ya nê hi gác chay giá á gấp tăng lý sân dắt thát ta na su đành tê na đành tô đành tê na gấp chá tí. Dạ con có sai, xin ngài sửa con xuống. Sa thủ Xích Thiện Vũ và Xích Hà rất là xuất sắc. Bây giờ xin mời huynh Giang Nhất Hà và Sích Oanh Phan. Huynh Giang Nhất Hà hoan hỷ lên trước, rồi Sích Oanh Phan chuẩn bị tinh thần. Xin mời. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Quý Tăng, quý cô tu nữ cùng thần đệ tào tràng. Dạ con xin đọc phân tích câu pháp cú 323. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya a gat tăng đi sang. Dạ, câu số 1, câu số 2. Na hi là hai đoạn âm, e te là hai trường âm thông thường, hi là đoạn âm, ya ne là hai trường âm thông thường, hí là đoạn âm, gác chê là hai trường âm nhấn, giá á gá là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đí là đoạn âm, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na hi e te hi ya ne hi gác chê giá á gá tăng đi sân. Và câu số 3 và câu số 4. Yathatana sudante na danto dante na gacchati. Giá là đoạn âm,
Thát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đanh là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, na là đoạn âm, ná là đoạn âm, đanh là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, đanh là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, gát là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại. Na hi e te hi ya ne hi gác chay ya aga tăng đi sang ya thát ta na su đàn tê na đàn tô đàn tê na gác chá tí. Dạ, con xin xuống mic. Nếu sai nhờ sư sửa giùm, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ sư Chí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và con kính chào quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 323. Na hi ê tê hi già nề hi gắt chày giá á gắt tầng ý sằng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ná, hí là đoạn âm. Hai đoạn âm. Ê, tê là hai đoạn âm. Ý hai trường âm thông thường. Dạ, hí là đoạn âm. Con đi. Dạ, là trường âm thông thường. Nê là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm. Gắt là trường âm nhấn. Chê là trường âm nhấn. Giá. Giá là đoạn âm. Á giá là đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đí là đoạn âm. Săn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con đọc câu số 2. Giá thá tá na sú đằng tề ná đành tồ đành tề ná gác chá tí. Dạ, con xin phân tích ạ. Giá là đoạn âm. Thá là trường âm nhấn. Tá là đoạn âm. Na là trường âm thông thường. Sú là đoạn âm. Đanh là trường âm nhấn. Tê là trường âm thông thường. Ná là đoạn âm. Đanh là trường âm nhấn. Tô là trường âm thông thường. Đanh là trường âm nhấn. Tê là trường âm thông thường. Ná là đoạn âm. Gách là trường âm nhấn. Chá tí là hai đoạn âm ạ. Dạ, con xin đọc lại ạ. Ná hí ê tê hí đa nề hí gách chày giá á giá tầng đi sằng. Dạ, mô Phật, con xin sám hối, con bị rớt mít ạ. Dạ, con xin đọc lại ạ. Ná hí ê, tề hí già, nề hí gắt chày, giá á gắt tăng, đí sằn. Giá thá tá na sú đằng, tề ná đành tồ, đành tề ná, giá chá tí. Dạ, con xin sư chỉ cho con chỗ nào sai, sư chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con xin xuống mic và nhường cho vị kế tiếp ạ. Dạ. Sa thủ, sa thủ, sư Oanh Phan. Vì phân tâm cho nên cái chữ gia nê hí, mà khi đó chữ gia nê là hai trường âm thông thường,
Nhưng mà khi phân tích thì đọc là chỉ giá, nhưng mà cũng cho đó là trường âm thông thường ha, rồi chữ nê là trường âm thông thường. Thì quý vị cũng nghe trong một khoảng thời gian đó có tiếng động, có tiếng nói làm Sika Oanh Phan bị phân tâm ha. Trên cái vấn đề phân tích như vậy là cũng chính xác rồi. Sa thủ Sika Oanh Phan và Huynh Giang Nhất Hà. Rồi tiếp tục mời Huynh Chánh Ngộ và Sĩ Chiếc Lá Mùa Xuân. Huynh Chánh Ngộ phân tích chết ha. Alo, Huynh Chánh Ngộ đâu rồi? Té lên rớt xuống hoài. Nhưng mà khi nãy tụng kinh rõ mà. Rồi, Huynh Chánh Ngộ xin mời Sĩ Chiếc Lá Mùa Xuân chuẩn bị ha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mai, Nam mô Sang Khai. Con kính lễ chư tăng quý cô tu nữ, con xin chào quý vị đạo hữu. Con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 323. Na hi e te hi cha ne hi yat cha ti. Cái câu nó bị chạy. Con xin đọc lại. Na hi e te hi cha ne hi gat che ya gat tăng đi sang yết tháp ta na su đàn tê na đàn tô đàn tê na gát cha tí. Nhà con xin phân tích từng câu. Na hi e tê hi cha ya nê hi na hi là hai đoạn âm, e tê là hai trường âm thông thường, hi là đoạn âm, ya là trường âm thông thường, nê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm. Gat chê ya agat tang đi sang. Gat chê là hai trường âm nhấn, ya là đoạn âm, á là đoạn âm, ga là đoạn âm, tang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tí là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yat tha tan na su dan te na, giá là đẳng âm, tháp là trường âm nhấn, tá là đẳng âm, na là trường âm thông thường, số là đẳng âm, đan là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đẳng âm. Đan tô đan tê na gá cha tí, đan là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đẳng âm. Gát là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con xin đảnh lễ sư Chí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con đọc câu, con xin phân tích câu Phật môn 323. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya agatang disang. Na hi là hai đoạn âm, e te là hai trường âm thông thường, hi là đoạn âm, ya là trường âm thông thường, ne là trường âm thông thường, hi là đoạn âm, gat là trường âm nhấn, chay là trường âm nhấn, giá, á, giá là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đí là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na hi e tê hi già đề hi gắt chay giá gá gá tăng đi sang. Câu 3, câu 4. Giá là giá thát ta na su đàn tề na đàn tô đàn tề na gắt cha tì na gắt cha tí. Con xin đọc lại. Giá thát ta na su đàn tề na đàn tô đàn tề na gắt cha tí. Giá là đoạn âm, thắt là trường âm nhấn,
Tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Xú là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường. Ná là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Đan là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường. Ná là đoạn âm, gách là trường âm nhấn. Chá tí là hai đoạn âm. Chá thắt. Ta na su đàn tê na đàn tô đàn tê na gắt cha tí. Con xin đọc lại bốn câu. Na hi ê tê hi già nê hi gắt chê già. Con xin sám hối đọc lại. Na hi ê tê hi già nê hi gắt chê già gắt. Tăng đi sẵn. Câu này đọc kỳ vậy ta. Ná hi ê tê hi già nề hi gắt chê giá á gắt tăng đi sẵn. Giá thách ta nà su đành tê na đành tù đành tê na gắt chá tí. Cho con đọc lại lần nữa. Na hi ê tê hi già nề hi gắt chê giá á gá tăng đi sẵn giá thách ta na giá thách ta na su đành tê na đành tù đành tê na gắt chá tí. Dạ con xin xuống mít. Alo, 123, 123, xin chiếc lá mùa xuân, câu này kỳ, kỳ cái gì? Tại vì đọc sai thì thấy nó kỳ, lần đầu tiên gách chay giá, đọc gách chay giá, ha. Rồi cũng cái câu số 2 này hơi lũng củng, không được tự tin. Rồi ra, tại sao cái câu này nó kỳ, chẳng có kỳ gì hết đó. À, do mình thôi chứ không phải cái câu Phật ngôn này kỳ, ha. Rồi, bây giờ tiếp tục là Sít Kim Nhung và Sister Man, ha. Bây giờ Sít Kim Nhung trước tiên và Sister Man chuẩn bị. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ cùng quý anh chị trong đạo tràng. Con xin phân tích và đọc câu Kinh Pháp Cú 323. Na hi, là con sám hối. Na hi ê tê hi già nê hi gách chày giá gá tăng đi sang giáp. Là con đọc, con sai rồi, con xin đọc lại. Na hi ê tê hi già nê hi chay giá gá tăng đi sang giá thát ta na su đàn tê na đàn tô đàn tê na gách chá tị. Na hi là hai đoạn âm, ê tê là hai trường âm thông thường, hí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Nê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, gách chây là hai trường âm nhấn, giá á gá là hai đoạn, là ba đoạn âm, tăng là trường âm giọng nguyên âm, đí là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na hi ê tê hi già nê hi gách chây giá á gá tăng đi sang. Ya tha ta na su đàn tê na đàn tô đàn tê na gách cha tị. Giá là đoạn âm, thát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, gách là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm,
Dạ, con xin đọc lại ạ. Na hi e te hi ya ne hi gách chay ya aga tăng đi sang ya thát ta na su đàn tê na đàn tô đàn tê na gách chát ti. Dạ, con đã đọc xuống mic. Dạ, con cứ sai xin sửa giúp con. Dạ, xin mời đấm em. Dạ, con xin kính lễ sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phân tích câu kinh pháp cú số 323. Na hi e te hi ya ne hi gắt chay ya a gắt tăng bí sằng. Ná hí là hai đoạn âm, e te là hai trường âm thông thường, hí là đoạn âm, ya ne là hai trường âm thông thường, hí là đoạn âm, gắt chay là hai trường âm nhấn, giá á giá tăng là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na na hi e te hi ya ne hi gắt chay giá á giá tăng bí tăng. Câu ba và câu bốn, giá thấp ta na su đầm tề ná. Giá là đoạn âm, tháp là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, đâm tô đâm tê ná gắt cha tí, đâm là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, gắt là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Na hi e te hi ya ne hi gắt chay ya a gắt tăng bí sang ya thấp ta na su đầm tề na đầm tô đầm tề na gắt cha tí. Con xin đọc lại bốn câu. Na hi e te hi ya ne hi gắt chay ya a gắt tăng bí sang ya thấp ta na su đầm tề na đầm tô đầm tề na gắt cha tí. Dạ con xin hết, xin sửa sửa bài. Sa thú sư Kim Nhung, sư Tổng Ban. Quý vị phân tích rất là chuẩn, rất là tiến bộ ha. Quý vị đã vượt lên chính mình và đã thành công. Đó là qua cái sự phân tích ha. Bây giờ chúng ta ôn lại phần phân tích cũng hơn nửa tiếng ha. Hơn nửa tiếng chúng ta phân tích trường âm và đoạn âm. Sau khi phân tích xong thì cái giọng đọc của chúng ta có liên lạc hay không? Bây giờ chúng ta ôn lại ha. Na hi e te hi ya ne hi gat chay ya ga tang di sang ya tháp ta na su đàn tề na đàn tô đàn tề na gắt cha tị na hi e tề hi ya ne hi gắt chay ya ga tăng đi sằng ya tháp ta na su đàn tề na đàn tô đàn tề na gắt cha tị. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai, na hi e tề hi ya ne hi gắt chay ya aga tăng đi sằng ya thát ta na su đàn tề na đàn tô đàn tề na gắt cha tị na hi e tề hi ya ne hi gắt chay ya aga tăng đi sằng ya thát ta na su đàn tề na đàn tô đàn tề na gắt cha tị. Trong hai cách đọc đó, quý vị muốn đọc cách nào cũng được, miễn sao đừng có đọc rời rạc từng câu. Quý vị đừng đọc từng câu một, mà đọc câu một ghép với câu hai, câu ba ghép với câu bốn. Hoặc là nếu mà hơi sức quý vị dài, đọc liền một hơi. Còn nếu không đọc liền một hơi thì quý vị dừng lại chỗ câu số 2 cuối cùng, đi sằng. Rồi xin mời quý vị chúng ta thử giọng đọc. Ô, xà thủ để đúc bắp trang.
Nam mô Phật Tha Dạ, Nam mô Tam Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và con xin được tiên phong đọc câu Pháp Cú số 323. Na hi e te hi ya ne hi ga che ya ga tang di sang yathatana so dan te na dan to dan te na ga chati na hi e te hi ya ne hi ga che ya ga tang di sang yathatana so dan te na dan to dan te na ga chati na hi e te hi ya ne hi ga che ya ga tang di sang yathatana so dan te na dan to dan te na ga chati na hi e te hi ya ne hi ga che ya ga tang di sang yathatana so dan te na dan to dan te na ga chati. Dạ, giờ chúng con đã đọc xong và bây giờ thấy bàn tay của chú cá, bây giờ mời chú cá Nam mô Phật Tha Dạ. Alo. Con cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ thượng tọa Chí Đức Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 323. Na hi e te hi ya ne hi gac chay ya aga tang di sang ya thát ta la su dan te na dan tu dan te na gac chati. Na hi e te hi ya ne hi gac chay ya aga tang di sang ya thát ta la su dan te na dan tu dan te na gac chati. Na hi e te hi ya le hi gac chay ya aga tang di sang ya thát ta la su dan te na dan tu dan te na gac chati. Na hi e te hi ya le hi gac chay ya aga tang di sang ya thát ta la su dan te na dan tu dan te na gac chati. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Bây giờ con kính mời cô bàn tay của cô Kim ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin xuống mic ạ. Cảm ơn cô Như Quang. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc kinh Pháp Cú câu 323. Cô đọc kể luôn nha sư, hồi con khỏi đọc. Nahi ete niya. Nahi ete hi. Nahi ete hi ya ne hi gat chay ya gat tang di sang. Yak khap ta na su dang te na dang to dang te na gat chati. Na hi e te hi ya ne hi gat chay ya gat tang di sang. Yak khap ta na su dang te na dang to dang te na gat chati. Na hi e te hi ya ne hi gat chay ya gat tang di sang yak khap ta na su đằng tề na đằng tô đằng tề na gạch cha tí na hi e te hi ya ne hi gạch chay ya a ga tang di sang yak tha ta na su đằng tề na đằng tô đằng tề na gạch cha tí na hi e te hi ya ne hi gác chay ya a ga tang di sang yak tha ta na su đăng tê na đăng tô đăng tê na gác cha ti. Chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điệu tự chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đi dọn coi. Không cho cái bông nào, chắc
Cam Ràm đúng rồi. Dạ con xin trả máy lại ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ quý sư và quý đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 323. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya ga tang di sang. Ya thát ta na su đàn tê na đàn tô đàn tê na gat cha ti. Na hi e te hi ya ne hi gat chay ya agat tang di sang yathatta na sudante na danto dante na gacchati. Dạ con xin submit, xin mời Xích Thiện Vũ kế tiếp ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu Pháp Cú 323. Nahi ete hi yane hi gat chay ya aga tang di sang. Ya thap ta na su đàn tê na đàn tô đàn tê na gat cha ti. Nahi ete hi yane hi gat chay ya aga tang di sang. Ya thap ta na su đàn tê na đàn tô đàn tê na gat. Dạ, con xin mời quý vị kế tiếp ạ. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ cùng các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kệ ngôn 323. Nahi e te hi ya ne hi gách chạy gia ga tăng đi sang gia tha ta na su đàn tê na đồ đàn tê na gách cha ti na hi e tê hi gia nê hi gách chạy gia ga tăng đi sang gia tha ta na su đàn tê na đàn tô đàn tê na gách cha ti na hi e tê hi gia nê hi gách chạy ya ga tăng đi sang ya tháp ta na su đàn tê na đàn tô đàn tê na gách cha ti. Dạ con đã đọc bài xong, con xin xuống mic. Dạ cảm ơn chị Như Quang bốt bài. Dạ xin mời chiếc lá mùa xuân ạ. Dạ con xin kính ảnh lễ ngài Trí Đức, là con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu phòng hôn 323. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya gat tang di sang yat tha ta na su dan te na dan to dan te na gat cha ti na hi e te hi ya ne. Con xin lỗi, con xin đọc lại. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya. Con xin sám hối. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya ga tang di sang yat yat ha tat yat hat tan yat hat ta na su dan te na dan to dan te na gat cha ti na hi e te hi ya ne hi gat che na. Con xin sám hối. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya ga tang di sang ya thát ta na su đàn tê na đàn tô đàn tê na gat cha ti. Là con xin xuống mic. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính chào đạo tràng ạ. Con xin đọc câu Pháp Cú 323. Na hi e te hi cha ne hi gách chay ya a ga tăng đi sang
Yathatana sudante na danto dante na gacchati nahi ete hi jane hi gacchai ya agatang disang Yathatana sudante na danto dante na gacchati nahi ete hi jane hi gacchai ya agatang disang Yathatana sudante na danto dante na gacchati nahi ete hi jane hi gacchai ya agatang disang Yathatana sudante na danto dante na gacchati. Dạ con xin xuống mic, con xin ngài sửa cho con ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc bài câu pháp cú 323. Nahi e te hi ya ne hi gat che ya aga tang di sang ya thak ta na su dan te na dan to dan te na gat cha ti nahi e te hi ya ne hi gat che ya aga tang di sang ya thak ta na su dan te na dan to dan te na gat cha ti nahi e te hi ya ne hi gat chê ya agat tăng đi sang ya thắc ta na su đần tề na đần tô đần tề na gắt đi. Dạ con đã đọc xong, con có sai con xin ngài sửa lại giùm con. Dạ kính mời quan phạm lên ạ. Dạ nam mô bích tha giá, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ mô Phật, con kính lãnh lễ sư Trí Đức, con kính lãnh lễ sư Pháp Trang và kính chào quý đạo hữu. À, sau đây con xin đọc bài ạ. Ná hí ê tề hí già nề hí gắt chày giá á giá tầng đi sần giá thá tá nà xú đằng tề ná đành tồ đành tề ná gắt chá tí ná hí ê tề hí đà nề hí gắt chày giá á giá tầng đi sần giá thá tá na xú đằng tề ná đành tồ đành tề ná gắt chá tí. Dạ con xin xuống mít nè, con xin sư sửa dùng cho con ạ. Alo, 123, 123. Sa thú. Đại Đức Pháp Trang lên mở màn. Rồi quý vị rất là tuyệt vời, đọc rất là chuẩn. Tuy nhiên ở đây Xích Thanh Hoàng đoạn âm hơi kéo dài. Xích Thanh Hoàng chú ý chỗ đó ha. Khi mà phân tích trường âm đoạn âm thì đoạn âm chúng ta phải đọc nhanh, đọc ngắn. Nhưng mà Sĩ Thanh Hoàng ở đây thì cái giọng đọc là đoạn âm hơi kéo dài một tí. Cái này chúng ta chỉnh lại thì rất là ổn định. Bởi vì sao? Khi mà phân tích á, trường âm thì rõ ràng ha, cái giọng dài biết đó là trường âm gì. Vậy thì cái đoạn âm thì chúng ta phải đọc nhanh một tí, lướt qua, chứ đừng có kéo dài nơi đoạn âm. Đó là Sĩ Thanh Hoàng đã thể hiện như vậy. Còn người thứ hai mà chúng tôi muốn trình bày ở đây, đây là một người mà có thể gọi là hay tiếu lâm, hay nghe là hay nói lái hay sao á.
À, chỉ chay giá mà đọc là cháy giá, à, đọc cháy giá luôn, ghê chưa? Nè, tức là cái người này có vẻ hơi nói lái nhiều ha, à, hơi tiếu, hơi hài hước, cho nên chữ gắt chay giá mà đọc là gắt cháy giá. À, cố gắng chỉnh lại ha. Alo, chiếc gì đây? À, chiếc gì đó mà đọc là cháy da đó, à, cố gắng chỉnh lại ha. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào trường âm và đoạn, à, đi vào ý nghĩa của từ vựng. Tức là sau khi chúng ta đã phân tích xong, giọng đọc của chúng ta xong, chúng ta nhìn nhận dạng mặt chữ xong, thì bây giờ chúng ta hiểu ý nghĩa của những từ này như thế nào. Na hi e te hi ya ne hi. Câu đầu tiên chúng ta có bốn từ. Na hi e te hi ya ne hi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Na có nghĩa là không. Hi là thật vậy, quả thật. Rồi e tê hi do những cái này, e tê hi do những cái này. À, e tê hi do những cái này. Rồi ya nê hi. Ya nê hi do cái từ ya na. Ya na nó là một chân từ trung tính, a kran ta na pung sak lin ga. Nhưng mà chữ ya na này được chia theo sở dụng cách số nhiều. Sở dụng cách số nhiều. À, có nghĩa là ta ti ya vi pha ti pa hu va ta na. Cho nên chữ ya na biến thành ya nê hi. Gia nê hí là bằng những chiếc xe, bằng bởi những chiếc xe. Chị gia ná có nghĩa là chiếc xe, nhưng ở đây bằng những chiếc xe hoặc là bởi những chiếc xe. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Gắt chày gia a gắt tầng đi sầm. Gắt chày gia a gắt tầng đi sầm. À, câu số 2 chúng ta có 3 từ. Gắt chày gia là 1, a gắt tầng là 2, đi sầm là 3. Chữ gắt chày gia, gắt chày gia do động từ gắt chặt tí. Nhưng mà đây nó cũng là một cái động từ số ít do căn ngữ gầm. Gắt chày gia là có thể đi đến. Chày dạ là có thể đi đến. Rồi từ thứ hai, agatang. Agatang chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á có nghĩa là không. Và chữ agatang do cái từ gata. Gata là một cái dạng quá khứ phân từ. À, gata có nghĩa là đã đi đến, nó cũng do cái động từ gacchati. Gata là đã đi đến, nhưng mà nó ở đây được chia theo đối cách số ít, đối tỷ gia quy phát tí e ca quá chẳng á, cho nên chữ gata biến thành gatang. Vậy thì agatang có nghĩa là chưa được đi đến. Agatang là chưa được đi đến. Chưa được đi đến. Rồi. Rồi cái chữ cuối cùng đi sằng. Đi sằng do cái từ đi xa. Đi xa là một danh từ nam tính, a karan ta pung linh ga. Đi xa này được chia theo đối các số ít, đối tỷ gia quy phát thí e cao quá trình á, cho nên đi xa biến thành đi sằng. Đi sằng là phương hướng. Đi sằng là phương hướng.
như vậy câu 1, câu 2. Nahi e te hi ya ne hi gat chay ya gat tăng đi sang. Chẳng phải nhờ những phương tiện bằng những chiếc xe ấy, một người có thể đi đến nơi chưa được đi đến Niết Bàn. Câu 1, câu 2 chúng ta ý nghĩa: chẳng phải nhờ những phương tiện bằng những chiếc xe, một người có thể đi đến nơi chưa được đi đến Niết Bàn. Có hiểu quá ha? Nhưng mà Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài dịch rất là ngắn gọn hai câu này, tức là chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến Niết Bàn. Rồi, bây giờ sa thủ xin nhiều bạn. Bây giờ câu số 3. Yathattana sudantena. Yathattana sudantena. Câu này có hai từ. Yathattana là một, sudantena là hai. Cái chữ yathattana do hai từ, tức là yatha cộng với attana. Chỉ giả tha, đây là một trạng từ quan hệ, có nghĩa là như vậy, như vậy, như thế. Alo, hết nghe hả? Sít Nguyên Trang nói, chúng tôi nói dở quá không trầm nghe. Nhưng mà Sít Hành Dung nghe rõ. Rồi, không nghe, cứ quê quá, bỏ chạy ra ngoài rồi. Rồi, chữ yathattana tức là do hai từ yatha cộng với attana. Chữ yatha có nghĩa là như vậy, như vậy, như thế. Attana do cái từ atta. Atta là một chân từ nam tính, akranta pumlinga. Chữ atta này được chia theo cái gì đây? Nó được chia theo Attana. Attana có nghĩa là tự mình. Cách chia thứ năm hả? Xuất xứ khác Banh chậm mi Vì phát tí ê có quá trình á Attana. Nói lên cái vấn đề tự mình. Như vậy là yathattana tức là tự mình như vậy. Tự mình như vậy. Yathattana. Chatutthi vipatti là Aya asa suik. Aya asa ở đây attana nó là banh chậm mi chứ không phải là chatutthi. Số nhiều của chatutthi là a năng, suik là aya. Banh chậm mi thì a amha và asma, đó là cái chia chữ aya hả? Không phải, đây là attana. Attana có gì giá đâu mà giá hả? Đâu có gì giá đâu. Attana mà yathattana. Cái chi thứ năm ha. Rồi sudantena chúng ta thấy tiếp đồng ngữ sú ở phía trước, có nghĩa là khéo léo, tốt đẹp. Đanh tê ná do cái từ đanh đá. Đanh đá là một danh từ nam tính ha. Và đanh tê ná nó được chia theo sử dụng cách số ít. Chữ đanh tá biến thành đanh tê ná do đã được điều phục, do đã được huấn luyện. Thì cái chữ số đanh tê ná ở đây có nghĩa là do đã được khéo điều phục. Do đã được khéo điều phục.
cùng. Đan tô đan tê na gắt chật tí ha, đan tô đan tê na gắt chật tí. Chỉ đan tô đan tê ha, đan tô nó là cái dạng chủ từ ha, là người đã tự mình điều phục, người đã tự mình huấn luyện, chỉ đan tô. Và chữ đan tê nó là do đã được điều phục, do đã được điều phục. Và gắt chặt tí là đi đến, gắt chặt tí đây là một động từ số ít, gắt chặt tí là đi đến. Chữ đan tô đan tê tức là cũng do cái chữ số đan tê ở câu số 3 ha, thì ý nghĩa giống nhau, điều phục, điều phục hoặc là huấn luyện hay là điều ngự ha. Rồi gắt chạy, gắt chạy tí là đi đến. Vậy thì câu 3, câu số 4, giác tháp tất nà su đần tề na đần tô đần tề na gắt chạy tí. Giác tháp tất nà su đần tề na đần tô đần tề na gắt chạy tí. Nhờ vào bản thân đã khéo được huân tập, do nhờ đã được huân tập mà người đã được huân tập đi đến Niết Bàn. Câu 3, câu 4. Nhờ vào bản thân mà khéo được huấn luyện, do nhờ đã điều phục mà người đã được huân tập đi đến Niết Bàn. Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch rất là gọn: chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Lối dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu rất là ngắn gọn. Như vậy thì câu Phật ngôn 323 cho chúng ta một ý nghĩa: chẳng phải nhờ những phương tiện ấy, bằng những chiếc xe, một người có thể đi đến nơi chưa được đi đến, đó là Niết Bàn. Như là nhờ vào bản thân đã khéo được phương tập, do nhờ đã được điều phục mà người đó đã phương tập đi đến Niết Bàn. Đó nghĩa câu Phật 23. Phải nhờ những phương tiện này, nơi chưa đó là Niết Bàn. Nhờ vào chính bản thân đã do cái sự điều phục đó mà đã được phương tập. Nghe cái bộ thơ Lục Bát: lời hay ngựa ngàn tự do, có người từ chiếc con đò chẳng bờ tới nơi, lừa voi tinh đức tự có người từ chiếc con đò núi
Alo, 123, 123, quý vị còn nghe không? Sao mà hôm nay quý vị khi dễ chúng tôi hay sao? Nói không từng nghe ha. Rồi, nghe rồi ạ. À, quý vị nghe rồi, cảm ơn. Không phải trục trặc kỹ thuật như vậy mới chứng tỏ là vô thường. Còn nếu mà cuộc đời suôn sẻ cả thì đâu thấy vô thường là cái gì. À, có vui có khổ nè, đây là vô thường nè. Rồi, như vậy thì chúng ta cũng đã phân tích trường âm, đoạn âm. À, chúng ta cũng đọc rồi, hiểu ý nghĩa từ vựng rồi. Bây giờ cái phần cuối của chúng ta là thư giãn chứ không phải là xui xẻo ha. À, thư giãn tức là nhẹ nhàng một chút, không có căng thẳng như khi chúng ta phải phân tích trường âm, đoạn âm, rồi đọc sao cho đúng giọng. Bây giờ là cái giọng kệ, và giọng kệ thì tương đối dễ dàng hơn là cái giọng kinh ha. Rồi đọc rồi mình cô ngồi chơi xin nước đi. À, cái vấn đề mà coi như sống với tập thể mà coi như muốn đưa cái cá nhân của mình lên, khi đọc kinh thì lại nhào vô đọc kệ. À, bây giờ đọc kệ thì ngồi chơi đi, đã đọc rồi thì ngồi đó làm chơi. Rồi bây giờ chúng ta thư giãn ha, cho nó nhẹ nhàng. Trước tiên phải ôn qua giọng kinh. À, phải ôn qua giọng kinh rồi khi đó mới tới giọng kệ ha. Na hi e te hi ya ne hi ga chay ya ga tăng di sằng ya tha ta na su đần tề na đần tô đần tề na ga cha ti. Na hi e te hi ya ne hi ga chay ya ga tăng di sằng ya tha ta na su đần tề na đần tô đần tề na ga cha ti. Đó là giọng kinh. Còn bây giờ qua giọng kệ thì quý vị cũng quan hệ đọc một lần hai câu ha. Na hi e te hi ya ne hi ga chay ya a ga tăng di sằng ya tha ta na su đan te na đan tô đan te na ga cha ti. Na hi e te hi ya ne hi ga chay ya a ga tăng di sằng ya tha ta na su đan te na đan tô đan te na ga cha ti. Na hi e te hi ya ne hi ga chay ya a ga tăng di sằng ya tha ta na tu đan te na đan tô đan te na gan cha ti. Chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. À, cung thỉnh đại đức Phật Trang hướng dẫn. Hồi nãy đại đức Phật Trang hướng dẫn đọc giọng kinh, bà con hoan hỷ quá, hôm nay đọc rất là nhiều mà đọc chính xác nữa chứ. Bây giờ để đức Phật Trang mà lên kể làm bà con sẽ ao ao đưa tay liền. Rồi cung thỉnh đại đức Phật Trang, bà con đồng ý không? À, chúng ta sẽ nghe giọng kệ của đại đức Phật Trang rất là triển vọng. Rồi cung thỉnh đại đức Phật Trang. Ô, sa thủ để Đức Pháp Trang mà kể là coi như ai với sức kim mà bỏ chạy trước nghe. Nam mô Phật Thầy dạ. À, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào quý tu nữ và chư Phật tử. Và bạch ngài, cái giọng con kể chắc chuột rồi nó chạy hết đó ngài.
bây giờ con xin được được kể, nhưng mà cái giọng con không biết là kể nó có được không hay chưa, có gì giờ ngày cũng trong đạo tràng quan hỷ chứ. Na hi e te hi ya ne hi ga che ya ga tang di sang ya tha ta na so dan te na dan to dan te na ga cha ti. Na hi e te hi ya ne hi ga che ya ga tang di sang ya ta ta na so dan te na dan to dan te na ga cha ti. Na hi e te hi ya ne hi ga cha ya ga tang di sang ya ta ta na so dan te na dan to dan te na ga cha ti. Chẳng phải lời cưỡi ấy đưa đến, đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Và dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và dạ, con đã kể xong ngày, cái này là con kể nó dở quá mà ngày bắt con lên kể. Dạ bây giờ xin mời Xích Hà lên kể. Nam mô Bụt Thầy. Dạ dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Thanh Mày, dạ nam mô Sang Khai, dạ và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào đạo tràng. Và dạ, con xin đọc trước, hồi nãy con chưa đọc thưa ngài. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya a gat tăng li sang at tham ta na su đành tề na đành tô đành tề na gat cha tí. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya a gat tăng di sang yat tha ta na su đành tề na to đành tề na gat cha tí. Chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điều đích nhờ điều phục. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh. Na hi e te hi ya ne hi ga che ya ga tang di sang ya tha ta na su dan te na dan to dan te na ga cha ti. Dạ con xin xuống bích, con có sai xin ngày sửa. Dạ con xin đảnh lễ ngài chư đức, con kính chào đạo tràng, con xin kể câu 323. Con xin đọc kinh trước rồi con kể sau. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya a ga tang di san ya tha ta ya tha ta na su đàn tề na đàn tù đàn tề na gat cha ti. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya ga tang di san ya tha ta na su dan te na dan to dan te na gat cha ti. Dạ con xin xuống nhất ạ. Yeah. Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sang Kha. Dạ yeah, con cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ yeah, nãy giờ con lặng sâu quá, giờ con cũng xin đọc bài và xin kể luôn. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya a gat tang di sang ya tha ta na su đành tề na đành tô đành tề na gat cha ti. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya a gat tang di sang ya tha ta na su đành tề na đành tô đành tề na gat
Gati. Đưa người đến Niết Bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Dạ con xin sám hối, con quên đọc câu thứ nhất rồi. Dạ con xin đọc lại bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chẳng phải loại cưỡi ấy đưa người đến Niết Bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con cũng xin kể câu pháp cú 323. Na hi a te hi ya ne hi gạt chạy ya ya tăng ni sang ya tat ta na su đan tê na đan tô đan tê na gạt cha tê na hi a te hi ya ne hi gạt cây ya ya tăng đi sang ya thật ta na số đánh tê na đánh tô đánh tê na gắt cha tê lừa voi hay ngựa tinh thuần đưa ta ngàn dặm đến gần tự do. Có người tự chế con đò núi sông chẳng ngại vượt bờ tới nơi. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin trả máy là cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Con xin phép kể câu Phật ngôn số 323. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya ka tang di sang ya tha ta na su dan te na dan to dan te na gat cha ti. Chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến Niết Bàn, chỉ có người tự điều đến đích đời nhờ nhiều điều phục. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya gat tang di sang yat tha ta na su dan te na dan to dan te na gat cha ti. Lừa voi hay ngựa tinh thuần đưa ta ngàn dặm đến gần tự do. Có người tự chế con đò núi sông chẳng ngại vượt bờ tới nơi. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong, con kính mời người kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin kệ câu pháp cú 323. Na hi e te hi ya ne hi ya chay ya a ga tang di sang ya tha ta na su dan te na dan to dan te na ga cha ti. Na hi e te hi ya ne hi ya chay ya a ga tang di sang ya tha ta na su dan te na dan su dan te na gác cha ti. Chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến Niết Bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na hi e te hi ya ne hi gác chay ya a ha ga tăng đi tăng ya tha pa na ha su dan te na dan tu dan te na ga cha ti.
lừa voi hay ngựa tinh thuần, đưa ta ngàn dặm đến gần tự do. Có người tự chế con đò, núi sông chẳng ngại vượt bờ tới nơi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin mời bạn kế tiếp ạ. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ Sư Chi Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, nhà kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin kệ ạ. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya ga tang di sang ya tha ta na su dang te na dan to dan te na gat cha ti. Chẳng phải loài cởi ấy đưa người đến Niết Bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Đạt bản dịch cho Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya ga tang di sang ya tha ta na su dang tê na đành tô đành tê na gặp cha thì. Lừa voi hay ngựa tinh thuần đưa ta ngàn dặm đến gần tự do. Có người tự chế con đò, núi sông chẳng ngại vượt bờ tới nơi. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ, con xin xuống mít. Dạ, xin nhường cho vị tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đại tràng. Dạ, con một lần nữa kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ cùng các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kệ câu kệ ngôn. Con chạy mất tiêu rồi. Dạ, đây rồi ạ. Dạ, con xin kệ câu kệ ngôn 323. Na hi e te hi ya ne hi gạch chay ya ga tăng đi sang ya thát ta na su đan tê na đan tô đan tê na gạch cha ti. Chẳng phải loài cưới ấy đưa người đến Niết Bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na he e te hi ya ne hi gạch chay ya ga tăng đi sang ya tha ta na su đan tê na đan tô đan tê na gạch cha ti. Lừa voi hay ngựa tinh thuần đưa ta ngàn dặm đến gần tự do. Có người tự chế con đò, núi sông chẳng ngại vượt bờ tới nơi, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kệ xong. Dạ, thân mời niệm từ ạ. Dạ, kính cảm ơn chị Như Quang đã post bài. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, niệm từ kính cảm ơn Sít Kinh Hương. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính chào đạo tràng và con cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu âm thanh rõ. Con xin kệ câu Pháp Cú 323. Và cảm ơn Sít Như Quang. Na hi e te hi ya ne hi gat che ya a ga tang di sang ya thang ta na su dang te na đánh tô đánh tê nà gặp cha ti. Chẳng phải loài cởi ấy đưa người đến Niết Bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Đó là bản chữ ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Nà hi ê tê hi ya nê hi
gacchê ya a ta ya tang di sam ya thang ta na su dan te na dan to dan te na gang cha ti. Lừa voi hay ngựa tinh thuần, tai ngàn dặm đến gần tự do. Có người tự chế con đò, núi sông chẳng ngại vượt bờ tới nơi. Đó là bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong. Con xin dạ, mời Di Sức Như Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Alo, hôm nay xin Nhật Quỳnh sang đường truyền hơi yếu ha. Rồi, xin mời xin Nhật Quỳnh. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con tri ân Ngài. Dạ con, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu, và con xin được trả bài ạ. Câu Pháp Quốc Kinh số 223. Dạ, cảm ơn Như Quang. Na hi e te hi ya ne hi gách chay ya a gách tăng đi săn. Chẳng phải loài cởi ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Và đây là bản kỹ ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Na hi e te hi ya ne hi gat chay ya a gat tang di sang ya tha ta na su dan te na dan to dan te na gat cha ti. Na hi e te hi ya ne hi gat chay ya a gat tang di sang ya tha ta na sự đan tê na. Đưa ta ngàn dặm đến. Dạ, máy của Kim Nhung. Mình cũ trở lại rồi, giật mít Nhật Quỳnh rồi. Dạ, đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Như Hoàng. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Lừa voi hay ngựa tinh thần, đưa ta ngàn dặm đến gần tự do. Có người tự chế con đò, núi sông chẳng ngại vượt bờ tới nơi. Dạ, đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Bà con có đọc sai, Ngài chỉ dạy con sửa. Và con kính nhân bích đến Ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ quý vị đọc kinh cũng hay mà đọc kệ cũng tuyệt vời. Có gì đâu phải thắc mắc. Quý vị đã đọc và biết đúng biết sai, như vậy là chính xác rồi. Đâu cần phải chỉnh sửa gì nữa. Bây giờ nhiều khi quý vị đọc cùng chúng tôi nữa. Rất là hoan hỷ sự tiến bộ của quý vị.
quý vị đã vượt lên chính mình, đã đứng trên chính đôi chân của mình, đã thở bằng lỗ mũi của mình. Đó là một cái điều thành công rất lớn. Câu Phật ngôn 323, chúng ta xin lặp lại và đi vào duyên sự. Nahi e te hi ya ne hi ga chay ya ga tang di sang ya tha ta na su dan te na dan to dan te na ga cha ti. Nahi e te hi ya ne hi ga chay ya ga tang di sang ya tha ta na su dan te na dan to dan te na ga cha ti. Nahi e te hi ya ne hi ga chay ya ga tang đi sang ya tha ta na su dan te na dan to dan te na ga cha ti na hi e te hi ya ne ga cha ya ga tang đi sang ya tha ta na su dan te na dan to dan te na ga cha ti. Chẳng phải loài cõi ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người từ điều đến đích nhờ điều phục. Rất là hoan hỷ hôm nay để Đức Pháp Trang liền hướng dẫn cho quý vị đọc kinh ha. Rồi để Đức Pháp Trang cũng liên kệ luôn ha. Quý vị thấy rằng hôm nay không khí đạo tràng rất là hào hứng. Rồi bây giờ chúng ta nghe duyên sự câu Phật ngôn 323. Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên và đề cập đến một vị tỳ kheo mà trước kia làm cái nghề huấn luyện voi, tức là quán tượng á. Một ngày kia, vị tỳ kheo này thấy cái người quán tượng huấn luyện con voi ở bờ sông Irrawaddy, nhưng mà không điều khiển được con voi đó. Và thấy như vậy thì ngửa tay ngửa chân, vị này mới chỉ cái cách điều phục con voi cho cái người quán tượng. Anh hãy lấy cái cây, cái đầu mà có cái cây đinh á, người ta gọi là cây đót á. Anh này lấy cây đót này nè, anh tọt vào cái chỗ này, anh tọt vào chỗ kia, tức là đúng những cái yếu huyệt của con voi thì nó mới sợ và nó mới vâng lời của anh. Và theo lời chỉ dẫn của vị tỳ kheo đó, cái người quán tượng đã thành công trong cái cách điều phục con voi đó. Các vị tỳ kheo ngồi đó thấy cái sự việc xảy ra và đem cái vấn đề này trình lên Đức Phật. Và Đức Phật cho rồi vị tỳ kheo đó đến phán hỏi rằng: này tỳ kheo kia, sự thật có đúng như vậy không? Và vị tỳ kheo đó đã xác nhận là đúng, theo sự thật là như thế. Thì Đức Phật ngài quả trách: hỡi kẻ cuồng sĩ, vì sao mà ngươi lại làm như vậy? Vì rằng chẳng có cái của xe nào đưa mình đến cứu, có tự mình khắc phục lấy mình. Mới đi đến đâu được. Đó. Từ huấn luyện nó chính mình. Hãy tự
nổi lên cái dòng đạo nghe. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ, nãy giờ Nhật Quỳnh cứ tưởng là máy của Nhật Quỳnh hư không? Chạy ra chạy vào cũng vẫn nghe không được. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con thấy hình như Ngài trở lại thì phải. Dạ, con cũng thỉnh Ngài. Cầm mít ra, con kính dân mít đến Ngài ạ. Alo, 123, 123. Chạy ra, chạy vô, rất đôi bông tay rồi. Quý vị nghe rõ ha. Rồi, ai hữu phước thì lượm dùm cái đôi bông tay. Rất mắc rồi. Trong duyên sự này, chúng ta thấy rằng cái mục đích để chúng ta đạt đến không phải là nhờ những phương tiện, mà cái chính là tự mình điều phục, tự mình chế ngự, tự mình thu thúc lục căn, chứ không phải là do những cái phương tiện mà đưa chúng ta đến cái mục đích. Tức là chúng ta phải tự mình, chứ không phải là sở hữu tạo tha, nương nhờ nơi kẻ khác. Mục đích câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy: thấy anh Quảng Tượng chẳng rành nghề, sư cũng thầy lai nói nọ kia, dạy chúng làm nên thầy là quở. Đường tu không thiết ngựa voi xe, niết bàn là cảnh giới cao siêu, phải đến bằng danh sách tử điều. Thu thúc lục căn noi chánh đạo, đặt thành sơ quả quý hơn nhiều. Câu Phật ngôn cho chúng ta một ý nghĩa là chúng ta phải đứng trên đôi chân của chính mình. Rồi, với ý nghĩa với cái duyên sự câu Phật ngôn này, xin mời quý vị hãy cho biết ý kiến. Với câu Phật ngôn này chúng ta đã học được cái gì? Alo, xin mời bàn tay của quý vị. Nghĩ sao nói vậy người ơi? Làm sao có thể tự điều phục đúng? Muốn như vậy thì đưa tay lên điều phục đúng hay sai? Như vậy thì phải có ý kiến ý cò, chứ không phải chát lên như vậy là làm cho đạo tràng rối luôn. Mời Sĩ Kim, làm sao có thể tự điều phục đúng? Đúng hay sai cũng phải nói ra cho người ta biết, chứ không phải là chát lên thế này để làm rối đội hình ha. Con xin kính chào Sư Chí Đức, Sư Pháp Thanh, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Chèn đét ơi, con có câu hỏi, thì con không biết con mới hỏi. Sư cũng càm ràm nữa. Mà con đọc trước để con có thì giờ, con khỏi phải chờ nhắc nhắc con đọc kệ sao. Sư cũng càm ràm nữa. Con giống như con voi đứng giữa đạo tràng, hứng chịu mọi càm ràm cằn nhằn của Sư à. Cái gì sư cũng nói được hết. Thì con không biết, con nói không biết. Ai cũng biết là tự điều phục Đức Phật dạy. Ngươi tự điều phục đến đích nhờ điều phục, giải thoát cũng nhờ điều phục. Mà điều phục như cách nào cũng cho là đúng chứ. Quý vị nghe rõ hả? Cảm ơn quý vị nghe rõ nha. Trong cái câu chính này, con nghĩ rằng, con muốn chia sẻ nói, con nghĩ rằng Đức Phật trong cái câu này Đức Phật muốn nhắn dẫn con người ta chính tự điều phục đúng, điều phục sai là một điều rất là khó biết. Tại thường con người ai cũng có cái tự ngã, cái có thân kiến, và nhất là họ có nhiều cái tà kiến. Những gì họ nghĩ là họ làm như vậy là đúng, là không có sai, thì họ phải tin đó là đúng, không có sai. Rất là khó chuyển đổi của họ, cho đến khi nào tự họ thấy điều đó là sai thì họ mới cải sửa được, chứ không thôi không ai cải sửa được hết. Trước hết, thế nào gọi là mình phải biết cái điều đó là đúng.
trước hết phải biết những cái điều gọi là điều thiện, điều ác nó khác như thế nào. Những cái điều này rất là khó làm, cho đến đến khi nào một người có thuần thục được trong các pháp thiện thì người ta mới biết cái điều đó là thiện. Tại vì trong cảnh đời này, nếu mà cái nhân gian này á, thì Đức Phật thường nói, có những vị sư nói đạo Phật, có người hỏi đạo Phật là gì, mấy vị sư, mấy vị tổ nói đạo Phật là đạo ngược đời. Thì nghe ban đầu nghe đơn giản giống như đương giỡn vậy đó, nhưng thật sự nó là đúng. Tại vì người đời thường tham sân si, họ có cái tự ngã tà kiến của đó, nhưng vô cái đạo Phật thì châm chẳng phải châm thua rồi. Chúng ta phải là dễ dạy, dễ sống, dễ huấn luyện, chứ mà cứng đầu cứng cổ cứ cho mình là đúng thì không thể nào mà chuyển đổi được hết. Thành ra thì cái sự mà phân biệt giữa đúng và sai nó chỉ có một cái lần ranh thôi. Làm sao biết đúng làm sai? Đối với một người á, mà sinh ra một môi trường họ gặp những được huấn luyện phải biết lừa đảo, phải biết nói dốc, nói láo thế nào để được thành công. Thành công đối với họ là phải có nhiều tiền bạc, có nhiều quyền lợi, có nhiều sức mạnh thì cái đó gọi là thành công. Nhưng đối với bên đạo Phật, đối với luật nhân quả thì cái điều đó phải coi lại, những điều họ làm đó có thật sự là trong sạch không, những điều họ được tài sản địa vị đó có đúng chữ pháp không, có đúng trong sạch không, thì cái đó phải còn coi lại. Thì trong này thì con ghét nhất là hồi lúc trước đó, cái giờ này là phải 5 giờ, nhưng mà sư đồng ý với cô Nhật Quỳnh với cô Mít Tài với mấy người kia hồi năm ngoái cắt đi cái giờ còn có 4 giờ rưỡi thôi, chứ không phải 5 giờ như lúc trước. Lần trước mà con có nói thì con thấy gần hết giờ. Thì sư càm ràm với con là phải cho những người khác vô nói nữa. Thì bây giờ con chỉ nói vắn tắt thôi, con không nói nhiều, để cho người khác lên đi, để sư khỏi càm ràm con nữa. Thì trước hết đó, thì theo con nghĩ đó, thế nào thì mình mới tự điều phục, tức là tự giải mình. Mình hãy giải người như thế nào? Mình phải học pháp mình biết. Những cái gì mà mình nghĩ đúng mà thật ra nó không đúng thì mình phải sửa. Những người mà mình tự làm cái điều ác đó, mình tự tạo điều ác nghiệp đó thì mình phải nhận cái quả của ác nghiệp đó, mình phải biết rằng không nên làm cái đó. Và có những người á, họ làm ác, họ làm xấu, họ nghĩ xấu mà họ không biết, họ còn dạy người ta làm giống như mình đó là đúng. Còn có những người họ biết những điều đó họ ác, họ làm xấu nhưng mà họ không làm cho họ, mà họ biểu người ta dạy cho, mà dạy cho người ta làm giống như vậy. Thì có những cuộc đời rất có những quái đản lắm, không có thể mà cãi qua cãi lại, do đó mệt lắm. Thì vấn đề mà tự điều phục của mình là mình phải biết đi cái điều đó, cái tự ngã của mình đừng có nên đưa lên cao. Là thường là con người cho mình là đúng, mình là hay, mình là 61, trên trời có dạng gì sao, dưới đất có mình ta ngon lành thì chết chắc rồi đó. Thì không bao giờ mà huấn luyện được hết, không có tự điều phục được hết. Giống như một người mà không biết cái điều xấu, điều tốt, không hiểu ít nhất là 5 cái điều giới luật của Đức Phật dạy đó: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói lóc, không nói dốc, không dễ vui uống rượu và các cách sai. Thì khi mà con người họ cái tự ngã họ lớn quá mà họ không có đạt được cái mục đích họ muốn, họ muốn cái gì mà họ không được, thì họ nói cuộc đời hết sống rồi, họ muốn tự giận, họ muốn tự giết chết của cuộc đời của họ. Cho dù bà con thân quyến có can gian lúc nào, nhưng những thân người thân bằng quyến thuộc của họ cũng không có thể mà 24 giờ một ngày 7 ngày một tuần mà đi theo giữ họ được. Chỉ có tự họ biết rằng cái sự quyết định của họ là một sự rất là sai lầm, thì họ mới tự bỏ đi cái ý định của họ giết người như vậy. Thì con nghĩ rằng cái tự điều phục này nói hai chiến, tôi phải tự kiềm chế, tôi phải tự điều phục mình. Nói thì nói vậy, nhưng mà đụng chuyện rất khó người, rất có ít người mà tự điều phục lại mình, tự cái việc đúng, việc sai, việc đúng, họ rất khó làm. Con nhớ là trong cái câu mà pháp cú mà Đức Phật cũng dạy đó, trong cái phẩm mà phẩm ngàn đó, con nhớ câu á: dầu thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình. Đó cũng vậy,
một vị tướng quân, một ông vua mà thắng nhiều nước, thắng nhiều trận, thắng nhiều, đánh bại nhiều kẻ thù của mình, nhưng chưa chắc đó là 10 thắng. Chỉ có người tự thắng mình đó là đúng. Dạ con còn lại 7 phút ngay sư, con nói về cũ rồi đó, con xin trả máy lợi để nhường cho người khác, để sư khỏi càm ràm cằn nhằn cưỡi ngửi con mà nói cho hết, không chừa giờ cho người khác. Dạ con nói xong rồi đó. À, con có điều gì dạ sai sót xin quý vị tha thứ ha, chỉ dạy. Dạ con xin sám hối và chúc quý vị các sư và quý vị trong đạo tràng này một buổi chiều ăn vui. Alo, 1, 2, 3, quý vị nghe rõ không? Sư Kim phân tích rất là hay. Nhưng mà cái chỗ chỉ có người tự điều, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục, ý nghĩa của câu Phật ngôn này không bằng, không phải là những cái phương tiện, không phải là những cái này cái kia, mà phải là chính mình. Mà tự điều như thế nào? Qua lời nói của Sư Kim, quý vị chú ý ha. Đối với đạo tràng này, Sư Kim có hai cái vấn đề. Điều thứ nhất, tự điều, tức là chúng ta phải sống theo những cái quy luật, những cái gì mà ví dụ như ở trong nước mình ở, đó là một hạnh phúc cao thượng. Đến với đạo tràng này, chúng ta phải tuân thủ đạo tràng, đó cũng là một cái sự an vui chung cho đạo tràng chúng ta. Khi đọc kinh thì chỉ biết đọc kinh thôi, đọc kệ làm gì? Như vậy có tự điều chưa? Rồi, điều thứ hai. Điều thứ hai, bây giờ Đại Đức Pháp Trang đang ở trong room này, mà lên chào chào là Sư Pháp Thanh là sao? Nghĩa là chính trong đạo tràng này thường tòa Pháp Thanh có đến không? Mà tại sao lại chào nghe Pháp Thanh? Thì chúng ta phải tầm và tư quan sát, nhìn kiểm tra lại cho nó rõ ràng trước khi chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta thực thi một cái gì đó. thì chúng ta phải nắm cái vấn đề rõ ràng. Bây giờ chào ngài Pháp Thanh mà trong khi ngài Pháp Thanh không có chào ai, Đại Đức Pháp Trang có đây, Đại Đức cũng buồn chứ. Thì cái vấn đề ở đây, cái vấn đề tự điều là chúng ta phải nhìn vào cái hoàn cảnh hiện tại, nhìn vào hoàn cảnh hiện tại để thích nghi. Mà chúng ta làm xong bổn phận của mình thì ai dám khiển trách chúng ta? Cho nên trong Bát Chánh Đạo, cái chánh kiến là cái mà thấy một cách chân chánh, thấy một cách rõ ràng, để rồi tâm của chúng ta không bị duyên theo những cái đó làm chi phối. Có nghĩa là bây giờ có Đại Đức Pháp Trang, khi dễ Đại Đức Pháp Trang, không thèm chào ngài Pháp Thanh chơi. Như vậy thì Đại Đức Pháp Trang cũng buồn nhá. Đại Đức Pháp Trang đã lên hướng dẫn cho quý vị đọc kinh nè, rồi hướng dẫn cho quý vị đọc kệ nè, chứ đâu phải là không khích lệ sát tấn quý vị đâu. Nhưng mà đối với Sĩ Kiền, Đức Quốc Trang dở, chào ngài Pháp Thanh cho ai, được không? Như vậy thì bây giờ chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Thì bây giờ không có nói đến những thánh đạo, thánh quả gì hết, mà nói tại đây chúng ta phải biết thu thốt, phải biết kềm chế chính bản thân của mình, đứng trên đôi chân của mình. Kinh là kinh, kệ là kệ, rồi chào ai phải rõ ràng. Buồn thiệt đó, Đại Đức Quốc Trang buồn rồi đó. Cho nên tâm trạng của chúng ta muốn tự điều, muốn điều phục chính bản thân của mình rất là khó. Bởi vì sao? Sống ao ước muốn mong mọi thứ. Tức là trong cuộc sống của chúng ta thì luôn luôn do tâm tham. Mà cái tâm tham thì quý vị biết rằng đời sống của chúng ta muốn đầy đủ vật chất, muốn đầy đủ tiện nghi,
cho nên sống ao ước muốn mong mọi thứ, chết một đồng không chữ mang theo. Thế gian cái sướng cái nghèo, cái danh cái lợi là điều mộng mơ. Quý vị thấy nè, bởi vì cái tâm tham mà chúng ta mong muốn, chúng ta ước ao, để rồi khi nhắm mắt xuôi tay đi đoàn tụ với ông bà thì một đồng một chữ cũng không có mang theo được. Vì sao? Trong cuộc sống của chúng ta có cái sướng, có cái nghèo, có cái danh, có cái lợi, đó là những cái điều mà chúng ta bị chi phối, không tự điều phục lấy chính mình, không tự thu thúc chính bản thân của mình. Như vậy thì chào Ngài Pháp Thanh để cho Đại Đức Pháp Trang buồn, thì đó là một cái điều mà Sích Kim nghĩa là có vẻ chia rẽ quá hả? Thôi lần sau hãy nhìn vào trong cái màn hình, để rồi có ai chào nấy, còn không chào cũng được, có gì đâu. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được dừng lại ha. Cái điều quan trọng là chúng ta phải biết mình là ai và thu thúc lục căn, đó là một cái sự thành công cho chúng ta. Còn nếu chúng ta không có thu thúc thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ duyên theo cái pháp thế gian, cái sướng cái nghèo, cái danh cái lợi, mà một đồng một chữ đúng chúng ta cũng không mang qua bên kia thế giới được. Hiện tại chúng ta hãy an vui với hiện tại, đó là hiện tại lạc trú đi thất thầm mã su ca quỳ hà vàng nằng, đó là một điều rất là quan trọng. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được chấm dứt với những lời dạy của Đức Phật, giúp cho chúng ta tự điều phục, tự thu thúc chính bản thân của mình, và nhất là theo dõi cái tâm của mình, đó là điều quan trọng. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn tính chúng hộ trì đến tăng ni và tiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Et na sa cha va che na so thi vô hô tu sa pa na. Do lời chân thật này kinh nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy gia. Xin mời Sĩ Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt ạ. Alo Sĩ Công Nhật. Devata abhinantaya randhiya abhinanta vanna kevala kappa Ena bhagavate nupasam kami upasam kami tuva bhagavantam abhivate tuva ekamantam atasi Ekamantam thita kosa devata bhagavantam avivaryajabhasi Bahu deva manosa ca mangalani achintayum makam kamana sotanam bruhi mangalamurtamam aseva Nitanam cha sevana puja cha pujaneyanam etam mangalam uttamam patirupade savaso cha pumbe cha katapanyata anta samma panidicha etam mangalam uttamam pancha vinayo